Xin chào các bạn, trong bài hôm nay, gã Excel hướng dẫn các bạn học nhanh với Pivot Table. Pivot Table là một công cụ rất mạnh trong Excel. Với bạn nào mà hay phải làm báo cáo và phân tích số liệu ấy, thì Pivot Table là vô cùng hữu dụng. Đặc biệt là với dữ liệu lớn và các cái đầu vào báo cáo mà cần thay đổi thì Pivot Table là rất cần thiết. Với Pivot Table ấy, thì các bạn không cần phải dùng các hàm phức tạp mà công việc của bạn rất là đơn giản, các bạn chỉ cần kéo và thả thôi. Thì trong bài học này mình sẽ tóm tắt nhanh về Pivot Table. Sau bài học thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể sử dụng khá là thành thạo Pivot Table rồi nhé. Ok, giả sử đây là vùng dữ liệu của mình nhá. Mình có đây là trường ngày tháng này, đây là khu vực. Thì ở đây khu vực mình sẽ có ba khu vực là miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Ở đây mình có tất cả là bốn nhà phân phối nhá. Còn đây là các cái sản phẩm. Ví dụ của mình là có 10 sản phẩm đúng không ạ? Còn đây là doanh thu. Đấy. Để tạo Pivot Table ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ tích vào một cái vị trí bất kỳ trong cái vùng dữ liệu của mình nhé. Sau đó các bạn vào thẻ Insert và các bạn tích vào Pivot Table ở đây. Đấy, thì một cái cửa sổ Creative Pivot Table đã hiện ra. Cái thành phần đầu tiên rất là quan trọng này là cái Table Range. Tức là gì ạ? Cái vùng dữ liệu mà mình cần tạo Table. Thì như các bạn biết ý, thì nó sẽ mặc định, nó sẽ lựa chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu của mình ở đây. Đấy, là từ gì ạ? Từ B4 đến F4998 này. Nhưng mà với vùng dữ liệu này ấy, khi các bạn muốn thêm các cái dữ liệu mới vào đây ấy, thì cái vùng này nó sẽ không thay đổi, nó sẽ cố định và các cái dữ liệu mà các bạn mới thêm vào ấy, nó sẽ không được tự động cập nhật. Thì trước khi tạo cái pivot table ấy, thì cái dữ liệu của mình mình cần tạo nó thành một cái table đã. Thì sau này dữ liệu của mình nó sẽ tự động nó cập nhật khi mà các bạn thêm các dữ liệu mới vào đây nhá Đấy thì các bạn bấm cancel đi. Ok mình lên đầu tiên nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ gì ạ? Các bạn tích chuột vào một ô bất kỳ trong vùng dữ liệu này sau đó các bạn vào thẻ insert và các bạn tích table vào đây cho mình đấy thì một cái cửa sổ creative table được hiện ra đúng không ạ thì nó sẽ chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu của mình ở đây từ B4 đến F4998 này đấy các bạn bấm ok thì như vậy toàn bộ cái vùng dữ liệu ở đây đã được tạo thành một cái table nhé thì các bạn có thể gì ạ trong cái thẻ design này các bạn tích vào đây các bạn có thể chọn các cái kiểu hiển thị đúng không ạ ví dụ mình chọn cái kiểu này đi nó là coi như là kiểu trắng này các bạn sang cái table name này các bạn có thể đặt tên cho nó nhé Đây là tên mặc định là table 1 Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái tên này Hoặc các bạn có thể đặt tên cho nó Ví dụ mình đặt tên nó là dữ liệu chẳng hạn thế nhé đấy. Tên table là các bạn phải viết liền đấy ạ đấy, Các bạn enter Thì như vậy các bạn đã có một cái table là dữ liệu rồi đúng không ạ Ok Thì bây giờ các bạn chỉ cần đơn giản các bạn vào insert này Các bạn tích pivot table Đấy Thì lập tức cái vùng table range ở đây Nó sẽ là cái tên lúc nãy mình đặt Chính là dữ liệu ở đây đúng không ạ Đấy ở đây nó có hai cái tùy chọn là lưu worksheet và existing worksheet thì thông thường ý, cái pivot table mình sẽ tạo ở một cái new worksheet nhé thì các bạn sẽ bấm ok thì như vậy ở đây nó sẽ tạo một cái sheet mới là sheet 2 nó là cái vùng pivot table ở đây để các bạn có thể đổi tên cho cái sheet này ví dụ mình đặt ở đây là sheet báo cáo chẳng hạn thế nhé ok sau khi mà các bạn tạo cái pivot table ấy thì ở bên phải này này nó có vùng pivot table field đây là các cái thông tin về dữ liệu của mình gồm có cái trường thông tin là ngày, khu vực, nhà phân phối, sản phẩm và doanh thu đúng không ạ? Ở đây có bốn cái vùng cửa sổ là vùng filter, column, value và row. Thì ở đây mình sẽ kéo vào đây và mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Ví dụ như cái filter mình sẽ kéo khu vực này. Đấy, các cái row ở đây ví dụ mình kéo là sản phẩm này. Còn cái value ở đây mình sẽ kéo là doanh thu. Đấy, còn cái ví dụ cái column ở đây nhé, mình sẽ kéo là nhà phân phối chẳng hạn thế. Filter khu vực ở đây chính là cái vùng dữ liệu ở đây Khu vực thì các bạn có thể lựa chọn là gì ạ Miền Bắc, miền Trung và miền Nam Đấy, hoặc các bạn có thể lựa chọn nhiều cái Ví dụ mình tích vào Select Mountain Item Ví dụ mình bỏ miền Nam đi Mình chọn là miền Bắc, miền Trung các bạn Bấm OK Thì như vậy dữ liệu ở đây chỉ có miền Bắc và miền Trung thôi Đấy, hoặc các bạn có thể tích từng cái Hoặc các bạn có thể tích ô nhé Đấy Tiếp theo là cái vùng gì ạ Cái vùng nhà phân phối ở đây này Chính là các cái cột ở đây Là nhà phân phối gồm có bốn nhà phân phối ở đây tiếp theo là cái cửa sổ râu chính là gì ạ? các cái sản phẩm ở đây của mình đấy và cuối cùng cái vùng quan trọng nhất ở đây là cái vùng value chính là cái vùng dữ liệu của mình là doanh thu thì mặc định ý, với số liệu ý, thường nó sẽ trả về cái hàm xăm tức là mình sẽ tính tổng doanh thu của các cái sản phẩm này giả sử bây giờ mình không cần tính tổng nữa nhá mình muốn thay đổi tổng thành trung bình đi thì các bạn tích vào cái xăm ở doanh thu các bạn sẽ chọn cái gì ạ? value field sitting này đấy các bạn có thể thay đổi nhá ví dụ mình có thể thay đổi cao này average max min hoặc Rack đấy nó có rất là nhiều cái hàm toán học ở đây ví dụ mình lấy trung bình đi các bạn bấm ok thì như vậy ở đây mình đã có ra là doanh thu trung bình đấy các bạn có thể đổi nhá ví dụ mình lại đổi về tổng chẳng hạn thế nhá ở trong trường hợp này mình tính tổng đi ok ví dụ bây giờ mình muốn định dạng cái này về số hàng nghìn và cách nhau bằng dấu phẩy đúng không ạ các bạn sẽ nháy chuột phải vào một ô bất kỳ ở đây các bạn chọn gì các bạn chọn number format Đấy các bạn chọn number ở đây Mình sẽ chọn cái này Và mình sẽ để gì ạ Không số sau cái số thập phân Đấy các bạn bấm ok Đấy như vậy cái dữ liệu của mình đã Ngăn cách bằng cái hàng nghìn Rất là đẹp và chi tiết đúng không ạ Ok quay lại cái vùng dữ liệu ở đây nhá Thì các bạn có thể kéo thả vào Ví dụ mình bỏ cái khu vực đi Các bạn có thể giữ chuột trái các bạn vứt ra đây Thì như vậy mình đã mất cái phần khu vực Ở cái phần filter rồi Đấy hoặc các bạn lại kéo lại vào đây Đấy các bạn vứt ra Đấy nhà phân phối cũng vậy ạ nếu như cái nào mà không cần thì các bạn có thể kéo ra nhé Đấy doanh thu cũng vậy như Ví dụ mình kéo thì mình kéo khu vực vào cái phần râu này Đấy các bạn thấy chưa Như vậy nó sẽ chia thành khu vực Miền Bắc thì có 10 sản phẩm Miền Nam cũng vậy ạ Đấy và miền Trung cũng vậy Tức là nó sẽ có hai trường thông tin Ở đây mình kéo doanh thu vào đây đi Đấy các bạn cần kéo cái nào thì các bạn sẽ kéo nhé Đấy ví dụ mình có thể chia các nhà phân phối Mình cho vào filter cũng được Đấy hoặc các bạn có thể kéo nhà phân phối vào column ở đây thì các bạn muốn thể hiện cái gì thì các bạn cho vào đây nhé Ví dụ mình bỏ cái nhà phân phối đi đi Như vậy ở đây gì ạ? Mình sẽ có miền Bắc gồm có các sản phẩm này Thì các bạn có thể thay đổi cái cách hiển thị nhé Ví dụ mình Các bạn xem vào cái thẻ design này Đấy Thì gì ạ? Ở đây nó có một cái số cái trường là sub total Tức là mặc định gì ạ? Ví dụ miền Bắc ở đây nó tính sub total Tức là nó sẽ tính tổng của 10 cái sản phẩm này Các bạn thấy chưa? Xăm ở đây Chính là vùng này chính là sub total của miền Bắc Đây là miền Nam giả sử các bạn không muốn hiện các cái sắp tô tờ này nhá, thì các bạn sẽ vào thẻ design này, các bạn vào sắp tô tờ các bạn bấm Do sâu sắp tô đấy, thì như vậy các cái tổng ở đây nó đã không còn nữa. Ngoài ra cái phần dưới là cái grand total nhá, thì nếu các bạn không thích hiện thì các bạn sẽ vào cái grand total đây, các bạn sẽ ở row and column đi, tức là mình sẽ không còn cái grand total nữa đấy. Còn cái report layout là cái cách mà biểu diễn cái này, thì thông thường thì mình khuyên các bạn lên chọn cái diện Show in tabular form đây này, này, đấy thì mình nhìn nó rất là chi tiết ở đây nó có khu vực đây là sản phẩm đây là cột doanh thu đúng không ạ khá là hay các bạn chú ý nhé cái vùng này là cái vùng trắng tức là ở đây là miền bắc thì nó sẽ gộp vào đây nó thành miền bắc ở đây nếu như các bạn muốn hiện cả cái miền bắc dữ liệu mình phim đầy đủ ở đây ấy, thì các bạn làm như sau nhé các bạn vào report layer a và các bạn chọn repeat on item label đấy thì như vậy các cái ô trống này nó sẽ được điền đầy đủ đây là miền bắc này đấy, miền nam đấy nếu như các bạn không muốn hiện thì các bạn lại tích lại và các bạn chọn thì, do lot repeat item label ở đây đấy rất là hay đúng không ạ thì ngoài ra ở đây nó có các cái item này nhé các bạn có thể tích vào đây nó sẽ thu nhỏ lại ạ tức là nó sẽ ẩn cái phần sản phẩm đi đấy các bạn có thể tích vào đây các bạn muốn hiện mình bắc không thì các bạn chọn vào đây nhé đấy nếu như các bạn không thích sâu các cái custom cái cái nút cộng trừ ở đây này các bạn có thể vào thẻ alalai đấy các bạn sẽ bỏ cái gì đó các bạn tích vào đây đấy thì nó sẽ mất các cái nút này đấy còn các bạn thích thì các bạn tích vào đây nhá thì các bạn có thể ẩn hiện các cái sản phẩm này đi mình sẽ thu nhỏ lại mà ok tiếp theo giả sử bây giờ mình sẽ sâu mỗi cái sản phẩm thôi mình bỏ cái khu vực đi đấy ví dụ mình có 10 cái sản phẩm vào đây là tổng doanh thu này đấy bây giờ mình muốn sắp xếp theo chiều giảm dần đúng không ạ các bạn có thể nháy chuột phải vào đây các bạn chọn sọt đấy các bạn có thể sắp xếp từ lớn đến nhỏ đấy hoặc là mình sẽ sọt theo tên sản phẩm nhé ví dụ các bạn tích vào cái sản phẩm này mình sẽ sort theo tên sản phẩm đấy từ sản phẩm 1 đến sản phẩm 10 đúng không ạ tùy các bạn đây mình có thể nháy chuột phải các bạn chọn diện number formatting mình chọn number ví dụ mình ngăn cách các cái hàng nghìn lại đấy ví dụ mình để diện không số sau số thập phân này các bạn bấm ok nhìn nó sẽ rõ ràng hơn đúng không ví dụ ở đây mình sẽ sâu cái tô tờ nhé các bạn vào design đấy các bạn có thể chọn grand tô tờ mình sẽ sâu gì ạ mình sẽ on đi đấy các bạn thấy ở grand tô tờ đây xong đây ok cái phần doanh thu này các bạn có thể kéo tiếp tục vào cái phần value. Đấy thì ở đây nó sẽ báo một cái là sum up doanh thu 2. Hai cái này mặc định là giống hệt nhau. Nhưng mà cái doanh thu 2 đây mình không muốn biểu diễn dưới dạng gì Cái tổng nữa mà mình muốn biểu diễn dưới dạng phần trăm thì các bạn làm như thế nào? Đấy thì các bạn sẽ nháy chuột phải vào một ô bất kỳ trong cái sum up doanh thu 2 này, các bạn chọn gì ạ? Show value as. Đấy, ví dụ mình chọn gì ạ? Mình sẽ chọn phần trăm ở grand total. Đấy các bạn bấm ở đây. Thì như vậy nó sẽ phân bổ gì ạ? tỷ lệ phần trăm giữa các sản phẩm ví dụ là cái sản phẩm 1 đấy là 13.87% đấy sản phẩm 4 là 16.9 đấy tổng ở đây sẽ là 100% nhá đấy các bạn thấy không rất là hay ạ các bạn cũng có thể kéo tiếp cái doanh thu vào đây đấy các bạn cái mục thứ ba này các bạn có thể sâu nó là trung bình đấy các bạn sẽ tích vào cái các bạn có thể co cái vùng cửa sổ này lên đấy ví dụ cái doanh thu ba các bạn tích vào đây mình sẽ đổi nó thành diện trung bình Đấy. Mình sẽ format number, các bạn chọn number ở đây. Ok. Đấy thì các bạn có thể thấy được cái trung bình là doanh thu nhé. Ở đây mình chưa có cái thanh phong các bạn vào thẻ view các bạn chọn formula 3. Đấy. Thì cái phần doanh thu ở đây các bạn có thể đổi thành diện mình có thể đổi tên nhé. Mình sẽ để đánh thành trung bình hạn thế nhé. Đấy. Còn đây là gì ạ? Đây là mình sẽ có cái là phần trăm phần trăm tỷ lệ chẳng hạn thế nhé. đấy các bạn có thể đổi tên được. cái này là tổng doanh thu đúng không ạ? đấy các bạn có thể đổi tên cho nó dễ. ok bây giờ giả sử mình bỏ cái trung bình đi nhá, thì các bạn kéo cái trung bình ra ngoài, đấy thì nó sẽ không còn trung bình nữa, nó chỉ có doanh thu và tỷ lệ thôi. thì khi các bạn thao tác ý, thì các cái cột này nó sẽ tự động nó co giãn theo cái tỷ lệ vừa khi thì bây giờ mình không muốn nó tự động co giãn đúng không? mình muốn cố định cái độ rộng cột này thì các bạn làm như thế nào? các bạn sẽ nháy chuột phải này các bạn chọn gì ạ pivot table option đấy trong cái phần diện layout format đây này các bạn sẽ bỏ cái Autofit fit column width đi on update đấy thì như vậy cái độ rộng cái cột này nó sẽ cố định như thế này nó sẽ không thay đổi nữa bây giờ giả sử mình muốn tạo một cái vùng pivot table mới mà cho cái phần diện cho cái phần nhà phân phối đi thì các bạn làm như thế nào thì các bạn cũng vào cái phần sheet xong các bạn chọn insert pivot table thôi nhưng mà mình sẽ có một cái cách đơn giản hơn là gì Các bạn sẽ bôi đen cái vùng pivot này này Bôi đen toàn bộ nhá Sau đó các bạn nháy chuột phải các bạn copy Đấy các bạn vứt ra đây Các bạn nháy chuột phải các bạn paste thôi Đấy thì cái này Thì nó cũng hiểu là một cái pivot table mới rồi Các bạn thấy không rất là hay ạ Cái cách để mình sử dụng cái pivot table mới Thì ví dụ ở đây mình không muốn là sản phẩm Mà mình muốn theo là diện Nhà phân phối Đấy ok Thì ở đây mình sẽ có gì ạ Phần trăm các cái nhà phân phối để chiếm tỷ lệ bao nhiêu đúng không ạ Rất là hay Đây các bạn có thể kéo rộng ra Các bạn tích đúp ra ra nhé. Ok, giả sử bây giờ mình sẽ kéo gì ạ? Mình sẽ kéo cái khu vực vào cái phần filter này thì cái khu vực này nó chỉ cho cái pivot table thứ hai này thôi. Đấy, ví dụ mình chọn là khu vực miền Bắc này chẳng hạn thế nhá. Thì chỉ có cái vùng dữ liệu ở pivot table này thay đổi và dữ liệu ở đây nó không thay đổi, các bạn thấy không? Bây giờ mình làm thế nào để khi mình chọn các khu vực ở đây thì các cái vùng dữ liệu pivot table này thay đổi và cái vùng table ban đầu ở đây cũng thay đổi theo đúng không? thì mình sẽ không dùng cách này, mình sẽ dùng cái slicer nhá, mình kéo ra. Ok, để tạo một cái slicer thì các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái vùng gì ạ, cái vùng các cái title ở đây này. Các bạn sẽ chọn cái dưới này, SS slicer hoặc là các bạn vào thẻ analyze, các bạn chọn gì ạ? Các bạn sẽ chọn đây các bạn sẽ chọn insert slicer vào đây, đấy. Thì các cái vùng tiêu đề để các bạn chọn slicer nhá. Ví dụ mình chọn là khu vực này. Đấy, thì các bạn sẽ chọn ok. Hoặc các bạn có thể chọn ngày nữa nhá. Đấy, nếu như các bạn chọn như này thì nó sẽ có hai cái vùng slicer ở đây đấy cái ngày ở đây thì rất là nhiều ngày đúng không rất là dài còn nếu các bạn bỏ cái cột ngày đi nhá thì các bạn nháy chuột phải các bạn cắt nó đi thì như vậy ở đây mình chỉ có một slicer duy nhất thôi là khu vực đúng không ạ đấy các bạn sẽ tích vào cái phần slicer này thì ở cái phần option ấy nó là cái column ví dụ mình ở đây là một đúng không ạ ví dụ mình cho là ba đi thì các bạn bấm ok thì như vậy nó sẽ thành gì ba cột đấy, nó sẽ thành hàng ngang như thế này thì tùy các bạn các bạn muốn chọn thành ba cột hay một cột đều được nhé. ví dụ mình để ba cột ở đây đấy thì bây giờ các bạn chọn miền bắc đúng không ạ thì cái dữ liệu ở đây nó sẽ thay đổi theo miền bắc còn nếu như các bạn tích vào đây các bạn có thể chọn được hai miền ví dụ miền bắc miền nam hoặc miền trung thì đấy thì các bạn tích chọn một lần nữa là nó sẽ bỏ đấy đấy nếu như các bạn muốn chọn nhiều cái miền còn các bạn tích vào đây các bạn bỏ đi thì các bạn chỉ chọn được một miền thôi đấy các bạn tích vào đây thì các bạn sẽ chọn được nhiều miền hai miền ba miền hoặc là một miền đều được nhé các bạn clear đi chọn hết bây giờ làm sao để khi các bạn tích vào cái slicer này thì nó cũng có tác động lên cái table này thì rất đơn giản các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái slicer này các bạn bấm diện report collection đấy thì ở đây ý, cái slicer này nó đang collection đến cái table 2 này này pivot table 2 bây giờ các bạn sẽ tích chọn cả cái table 1 này đấy các bạn sẽ bấm ok thì như vậy khi các bạn tích vào đây này các bạn thấy chưa cái vùng ở đây cũng thay đổi rồi đấy tức là cái slicer này nó sẽ collect đến cả hai cái pivot table ở đây Đấy, lúc này các bạn có thể chọn nhé, rất là hay. Đấy, nó sẽ có tác động lên cả hai cái pivot table này. Ok, bây giờ mình sẽ clear đi, tức là mình sẽ chọn toàn bộ đúng không ạ, cả tất cả ba khu vực. Bây giờ giả sử bây giờ mình thêm cái dữ liệu mới nhá. Các bạn quay sang cái sheet 1 bây giờ mình thêm các dữ liệu mới vào đây. Ví dụ các bạn bôi đen cái vùng này, các bạn sẽ bấm Ctrl D, tức là mình sẽ copy cái hàng này xuống dưới ở đây. Bây giờ giả sử mình tăng cái này lên đi, ví dụ đây là sản phẩm 1 đi. Đây là sản phẩm 2 đi, mình làm mẫu thôi. Đây mình sẽ cho là gì ạ? Mình sẽ cho là một triệu đi. Mình test thử thôi. Đấy. Tất cả là một triệu nhé các bạn bấm Ctrl D. Đấy, bây giờ quay lại cái báo cáo này. Bây giờ để cập nhật các cái dữ liệu mới kia các bạn rất đơn giản thôi, các bạn sẽ nháy chuột phải vào cái vùng dữ liệu ở đây các bạn chọn refresh thôi. Thì toàn bộ cái dữ liệu mình vừa thêm nó sẽ được cập nhật đây mà các bạn không cần phải chọn lại cái vùng. Các bạn thấy không? Rất là hay ạ. Đấy là lý do vì sao mình tạo cái table ngay từ ban đầu là như vậy. Ok các bạn thấy chưa? Cái vùng này sản phẩm 1, sản phẩm 2 và sản phẩm 8 tăng rất là nhiều. Cái nhà phân phối FPT tăng rất là nhiều. Đấy. Ok bây giờ mình sẽ quay lại cái sheet 1 mình delete đi. Delete các cái mình vừa thêm đi nhá. Các bạn nhớ chuột phải delete đi. Đấy thì cái table nó lại nó sẽ co lại. Đấy các bạn sang cái báo cáo các bạn chỉ cần nháy chuột phải các bạn chọn refresh thôi thì toàn bộ dữ liệu ở đây sẽ được cập nhật mới. Đấy, các bạn thấy không rất là hay ạ. Ok, ngoài ra thì các bạn có thể tạo cái đồ thị nhá các bạn sẽ tích vào cái vùng dữ liệu này các bạn vào thẻ Alalai các bạn sẽ chọn pivot chart đây đấy các bạn có thể chọn các cái kiểu đồ thị mà các bạn mong muốn hiển thị đúng không ạ đấy ví dụ mình chọn cái này đi đấy mình sẽ biểu diễn cái phần trăm doanh thu nhá đấy các bạn thấy chưa nó sẽ biểu diễn ra đây là cái phần doanh thu này các bạn cũng có thể thêm các cái đồ thị ví dụ ở đây là mình sẽ là thêm cái đồ thị cho cái vùng này là hình cột đi chẳng hạn các bạn vào Alalai pivot chart đấy mình sẽ chọn cái hình cột này đi các bạn bấm ok thì nó sẽ như vậy nó sẽ ra tổng doanh thu của các cái theo gì, theo các cái nhà phân phối ở đây đấy các bạn hoàn toàn các bạn có thể thêm các biểu đồ nhé bây giờ ví dụ mình các bạn có thể đóng cái này đi đấy nếu như các bạn muốn hiện lại thì các bạn vào alalai các bạn chọn cái funit này đấy thì nó sẽ hiện lại cái pivot Chart fill bây giờ mình sẽ đóng lại nhé đấy ví dụ mình cho ra đây cái slicer ở đây bây giờ các bạn sẽ tích chọn miền bắc này đấy thì các cái tỷ lệ này nó sẽ thay đổi đúng không đấy miền nam miền trung các bạn có thể dùng cái đồ thị để các bạn hiểu nó sẽ rất dễ dàng hơn đúng không ạ bây giờ bỏ đồ thị các bạn nháy chuột phải các bạn cắt thôi nháy chuột phải cắt đi đấy các bạn chú ý nhá mình sẽ để cái phần link tải file thực hành trong phần mô tả phía dưới video thì tốt nhất ý, là các bạn sẽ tải về các bạn theo dõi và thực hành cùng mình ngoài cái phần học nhanh pivot table này á thì mình có một cái video về 25 thủ thuật pivot table trong Excel ở đấy nó sẽ có chi tiết hơn rất là nhiều cái mẹo của pivot table mà các bạn có thể học nhé. Đấy các bạn có thể theo dõi thêm cái video đấy trên kênh của mình. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất của gà cũng như chia sẻ để giúp mọi người cùng học Excel nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.